Xin chào, rất vui vì đã được gặp các bạn tại Địa chất A Cao, nơi chia sẻ hướng dẫn đầy đủ tất cả các mảng trong chuyên ngành địa chất, nhằm đem lại giá trị cho những bạn đã, đang và sẽ hướng tới ngành địa chất công trình này. Trong video ngày hôm nay, A Cao xin gửi tới các bạn quy trình và kinh nghiệm của thí nghiệm xác định độ chặt K của nền móng công trình bằng phương pháp rót cát. Quy trình này quy định trình tự thí nghiệm xác định khối lượng thể tích khô của lớp vật liệu như đất, đất gia cố, đá gia cố, cấp phối đá răm, cấp phối thiên nhiên. Tại hiện trường bằng phễu rót cát làm cơ sở xác định hệ số đầm chặt K của lớp nền hoặc móng đường. Hệ số đầm chặt K được xác định trên cơ sở khối lượng thể tích khô và khối lượng thể tích khô lớn nhất của mẫu vật liệu cùng loại. Xác định theo quy trình đầm nén đất, đá răm trong phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn Việt Nam 33306. Tiếp đến các bạn cần nắm rõ các bước trong quy trình thí nghiệm độ chặt của nền móng công trình gồm: đầm chặt tiêu chuẩn được xác định trong phòng thí nghiệm, thí nghiệm đục kiểm định độ chặt của nền công trình ngoài hiện trường. Bước 1. Đầm chặt tiêu chuẩn. Các lớp địa chất được đơn vị thi công lấy mang đến phòng thí nghiệm tại công ty cổ phần A Cao, phòng lát xây dựng 990 với đầy đủ máy móc thiết bị tiêu chuẩn tiến hành thí nghiệm. Ở đây, chúng tôi hướng dẫn thí nghiệm theo phương pháp 2D. Các lớp địa chất được giã vụn bằng búa cao su để giữ nguyên thành phần hạt của mẫu. Sau đó sàng lọc qua sàng 5mm. Mẫu thu được sẽ được chia thành 5 với khối lượng bằng nhau là 3kg. Tiến hành xác định độ ẩm ban đầu của mẫu. Dựa vào độ ẩm ban đầu ta chế ẩm vào 5 mẫu đã chia theo tỷ lệ tăng dần là 8%, 10%, 12%, 14% và 16%. Rồi ủ ẩm các mẫu trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Sau 4 tiếng ủ ẩm ta tiến hành đầm chặt bằng dụng cụ cối đầm và chày đầm trong phòng thí nghiệm. Đầm với số chày là 25 chày trên một lớp mẫu cho vào cối. Tổng là 5 lớp đầm. Vị chi là 125 chày cho một mẫu. Dùng dao gọt phẳng, đem cân cả cối và mẫu đã đầm. Tháo mẫu ra khỏi cối, lấy ra 100g mẫu để xác định độ ẩm sau khi đầm. Tiến hành lần lượt với các mẫu. Cuối cùng là xử lý số liệu, xác định dung trọng khô tối ưu và độ ẩm tối ưu của mẫu, kết thúc đầm chặt tiêu chuẩn. Bước 2. Thí nghiệm đục độ chặt ngoài công trình. Nội dung thí nghiệm gồm: tại vị trí thí nghiệm, tiến hành đào một cái hố vào lớp vật liệu có đường kính và chiều sâu quy định. Lấy toàn bộ vật liệu ở hố đào. Tiến hành xác định khối lượng tự nhiên và độ ẩm của vật liệu. Dùng phễu rót cát đổ một lượng cát chuẩn có khối lượng thể tích đã xác định trước vào trong hố. Sau đó tính thể tích của hố đào từ kết quả khối lượng tự nhiên, độ ẩm của vật liệu và thể tích hố đào. Sẽ tính được khối lượng thể tích khô thực tế của lớp vật liệu thí nghiệm. Trình tự thí nghiệm. Làm công tác hiệu chuẩn bộ phễu rót cát và xác định khối lượng thể tích của cát chuẩn tại phòng trước khi đi thí nghiệm ngoài hiện trường, đổ cát chuẩn vào trong bình chứa cát, lắp bình chứa cát với phễu, khóa van. Cần xác định khối lượng tổng cộng ban đầu của bộ phễu có chứa cát. Tại vị trí thí nghiệm, làm phẳng bề mặt để sao cho tấm đế định vị tiếp xúc hoàn toàn với bề mặt nền. Lấy đinh ghim đế xuống lớp vật liệu để giữ chặt đế định vị trong khi thí nghiệm. Đào một cái hố có đường kính khoảng 15cm qua lỗ thủng của đế định vị. Chiều sâu của hố đào phải bằng chiều dày lớp vật liệu đã được lưu nén. Hố đào có dạng hơi côn, phần trên lớn hơn phần dưới, đáy hố phẳng hoặc hơi lõm. Cho toàn bộ vật liệu từ hố vào khay và đậy kín. Lau sạch miệng lỗ thủng của đế định vị, úp miệng phễu vào lỗ thủng của đế định vị, xoay phễu đến vị trí điểm đánh dấu trên miệng phễu và trên đế định vị trùng nhau. Mở van hoàn toàn cho cát chảy vào hố đào. Khi cát dừng chảy, đóng van lại, nhấc bộ phễu rót cát ra. Cần xác định khối lượng của bộ phễu và cát còn lại. Cần xác định khối lượng vật liệu lấy trong hố đào. Lấy mẫu để xác định độ ẩm. Việc thí nghiệm phải được tiến hành khẩn trương sao cho khối lượng mẫu tự nhiên được xác định trong vòng 10 phút tính từ lúc bắt đầu lấy mẫu. Cuối cùng tính toán kết quả, kết luận độ chặt của nền công trình ngoài hiện trường. Tất cả các mẫu ghi chép và công thức tính chi tiết cho từng công đoạn đục độ chặt nền móng, chúng tôi sẽ để link ở phần mô tả để các bạn tham khảo rõ hơn. Mọi thắc mắc về quy trình hoặc muốn liên hệ tư vấn, vui lòng để lại comment bên dưới để được giải đáp kịp thời. A Cao, nền tảng vươn cao.